Hi, xin chào các bạn nha. Thì ở cái series mà học guitar siêu dễ của mình á, là mình quên mất một bài rất quan trọng. Cái bài này phải là cái bài đầu tiên nha các bạn. Thì đó là cái bài là mình phải luyện được cái niềm tin, tin rằng là mình phải tập được đàn. Có nghĩa là mình phải luyện được cái tư duy là nó sẽ tập đàn, nó sẽ có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là mình phải cố gắng hết sức và mình sẽ tự tạo cái động lực cho mình để mình có thể tự tập không bị nản. Cái đó là điều quan trọng nha các bạn. Thì các bạn nghĩ thì làm điều gì cũng vậy, các bạn mà không tin là mình sẽ làm được thì thật sự các bạn không thể làm được luôn đó. Tuy nhiên là để tin làm được thì các bạn phải làm gì, mình phải hiểu nó, mình phải coi thử là việc tập đàn á nó có những cái bước gì và có những khó khăn gì mà mình liệu xem mình có tập được hay không đó. Thì các bạn phải biết những cái đó trước nếu mà tự tin. Và video này thì mình sẽ nói sơ qua cái quá trình tập đàn và kinh nghiệm của mình, chia sẻ cho các bạn lại để các bạn tự tìm được cái mục đích và động lực của mình nha. Thì lúc trước mình mới tập đàn các bạn, thì cái mục đích của mình á, là kiểu như hồi mình thấy những video trên mạng á, lúc đó là cái chỗ mình là ít người đánh đàn lắm, mà khi ai đánh đàn đó là nghe ngầu lắm, đánh hay ngầu. Hồi đó là mình coi mấy video trên mạng thấy hay quá. Hồi đó là mình nghe một cái đoạn mà cái bài Roman đầu tiên á, đánh nó đơn giản nhưng mà nghe cái âm thanh rất là hay. Rồi cái mình mới hỏi quyết tâm này là mình phải bây giờ tập được rón, tập được một bài thôi, một cái nhỏ nhỏ thôi là ghiền lắm à. Thì cái lúc đó là mình cái bài đầu tiên mà tập á, nó chính là cái điệu các bạn, cái điệu mà ballad á, bass 3 2 3 1 3 2 3, chỉ cần như vậy thôi là mình thấy rất vui luôn á. Xong rồi mình mới ngồi ở nhà tập tập máy một thời gian khoảng tầm tuần á, một tuần là mình đánh nhuyễn được cái điệu đó. Là một tuần là đã chuyển hợp âm nha, mình tập hợp âm luôn á, chuyển hai âm đô và son, nó nghe như thế này nè. Đó, chỉ cần mình bấm được như vậy thôi là mình cảm thấy nó vui và kiểu như là mình thì ra tập đàn nó cũng dễ mà. Lúc đó là mình đã tự tin thêm một chút rồi, tự tin hơn là mình sẽ tập được đàn. Đó là cái động lực của mình lúc xưa mình tập đàn. Còn các bạn thấy nhiều cái động lực khác nhau, ví dụ như các bạn thể tập đàn để giao lưu nè, tập đàn để đi cô gái nè, tập đàn để đi biểu diễn ở trường lớp gì đó, vân vân, nói chung là nhiều cách lắm. Thì cái đó là cái động lực để các bạn tập được đàn, để các bạn không bị nản chí. Mình thấy cái đó là điều quan trọng nhất. Rồi thì sau khi mà các bạn đã xác định được cái mục tiêu và cái động lực cho mình rồi á, thì mình phải tìm hiểu xem là nó đi điểm hóa, điểm hóa guitar nó bao gồm những cái gì. Mình phải biết sơ qua để mình lường trước được những khó khăn. Người ta có câu là biết người biết ta trăm lần trăm tháng á, thì các bạn phải biết được điểm hot là cần tập những gì và nó có khó khăn gì. Các bạn phải lường trước những cái đó để các bạn lúc mà các bạn vấp phải á, là các bạn không có bị bất ngờ, bị nản chí. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua những cái cơ bản nha. Thì đầu tiên á là cái phần hợp âm, phần thứ hai là phần điệu đàn, phần thứ ba là phần mà các bạn hát đúng nhịp, thứ tư là hát đúng tông, rồi thứ năm nữa là vừa đàn vừa hát. Đó là những cái cơ bản của điểm hát mà các bạn phải biết được. Rồi thì về cái phần hợp âm á, nó sẽ vướng một cái là các bạn sẽ bị đau tay. Các bạn phải biết trước khi học đàn á, là bạn phải lường trước là sẽ có trường hợp mình bị đau tay, mình bị nản. Thì cái đó là người ta nói nhiều rồi, các bạn cũng biết đúng không? Thì khi mà các bạn bấm đè vào hợp âm rất là nhiều á, tay bạn còn yếu á, cái da này rất là mỏng nha, lúc các bạn mà chưa tập lần nào á, cái da các bạn nó mỏng lắm, cho nên là khi đè vô á, ngày đầu các bạn sẽ không thấy đau, tuy nhiên là khoảng 3 ngày là các bạn sẽ đau nếu các bạn tập xuyên á, rất đau. Và cái da của bạn nó sẽ lúc đó nó ban đầu nó sưng tái đỏ lên nếu bạn tập quá nhiều, rồi sau đó mới lột da ra, nó đau lắm nha. Thậm chí cả tháng nếu các bạn tập xuyên cả tháng thì vẫn còn đau á, nó sẽ lột da ra 2-3 lần á. Thì các bạn phải biết được cái cách xử lý khi các bạn gặp tình huống đó. Khi các bạn đau tay, các bạn bấm đâu được đâu. Nhiều khi các bạn muốn tập nhưng mà cái tay bạn đau quá, tập không có được. Thì các bạn phải tìm những cái hướng xử lý khi mình gặp tình huống đó. Các bạn phải lường trước những cái đó thì mình mới không bị bất ngờ, và mình phải tìm cách vượt qua nó. Rồi thì cái thứ hai á, là phần điệu đàn. Điệu đàn nó khó một cái là các bạn phải đánh cho nó đều. Nó có khó khăn là bạn đánh đều, nghĩa là bass 3 2 3 1 3 2 3, thì cái khoảng cách giữa các âm á nó phải đều nhau. Những các bạn mấy lần đầu tập á mình đánh không được đều như vậy. Thì mình
phải giải quyết nó bằng cách là các bạn tải phần mềm metronome á, nó sẽ có cái đánh phách 1, 2, 3, 4. Các bạn cứ nghe tiếng nó các bạn đánh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Cái điện thoại các bạn nó đếm sẵn cho bạn luôn. Thì cái đó là cái hướng giải quyết cho các bạn nha. Rồi cái phần mà hát đúng tâm. À còn cái nữa các bạn, đó là cái phần mà chuyển hợp âm cho nó nhanh á. Có nghĩa là các bạn tạo được hợp âm mà điệu đàn rồi, khi các bạn chuyển á, nghĩa là lúc mà chuyển các bạn nó xong bị ngắt nhịp, nó không xảy ra ở tình trạng đó là. Đó, nó sẽ có một khoảng thời gian nhỏ để các bạn chuyển qua âm tiếp theo á. Các bạn phải đánh liền mạch được cái đó. Thì cái hướng giải quyết như thế nào? Thì giải quyết á, cái giải quyết cơ bản là các bạn phải bấm được âm nó rất là nhuyễn rồi, các bạn nhớ rồi. Bấm không cần nhìn luôn, bấm mà không cần nhìn luôn. Thì lúc đó thì các bạn mới chuyển nó nhanh được. Và canh cái thời gian vừa hết đô, các bạn phải để cho nó ngăn thấy cái này, rồi bạn mới chuyển qua cái tiếp theo, chứ không là nó cảm nó sẽ bị méo đi và nó không có hay. Rồi cái phần thứ tư nữa là các bạn phát đúng tông, đúng tông và đúng nhịp đó. Thì đúng tông đúng nhịp ấy, các bạn dù cái tập hợp âm và điệu dần giỏi đến đâu, chuyển nhanh đến đâu, nhưng mà bạn hát không đúng nhịp, không đúng tông là coi như vứt. Nói chung là nghe nó kỳ lắm, hót nó dữ lắm. Những cái lúc này là mình tập, lúc mà mình tập ở nhà mới tập á, mình đâu dám to đâu, to sợ quê lắm. Nói chung là ai không gì á là tập được đàn càng nhanh, nó thật luôn á. Tuy nhiên nếu các bạn mà không có không gian thì các bạn cứ hót nhỏ, hoặc là tìm những nơi nào trống 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 á, mình tự mình tập hót những nhắm mắt theo. Và để giải quyết cái này á, về cái phần hót đúng tông nhịp á, các bạn cứ lên nghe cái phần của ca sĩ gốc á, các bạn nghe và các bạn gõ nhịp vỗ tay á, các bạn vỗ tay theo và là các bạn sẽ cảm nhận được cái nhịp của nó, nghe nhiều và cảm nhận và áp dụng trên đàn. Có nghĩa là ví dụ như một bài đó, nó gõ nhịp đó là 1 2 3 4, thì ở trên cái đàn nó tương tự, nó là 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, là những cái âm mà nó 1, 2, 3, 4 âm mạnh á, thường là nó rơi vào cái âm bass. Đó, cái âm đầu tiên của nó là âm bass. Các bạn phải lưu ý điều đó để các bạn tự luyện tập cho mình nha. Rồi rồi cái phần mà vừa đàn vừa hát á, các bạn sẽ gặp vấp phải thêm một cái khó khăn nữa. Và cái khó khăn này có nghĩa là khi các bạn tập trung vào bass và âm thì cái tay của mình á, điệu đàn nó lại không khớp, nó quên mất, hoặc là cả hai cái bấm âm và đánh điệu các bạn đều nhuyễn, nhưng mà cái lời của bạn lại không, mình tập trung vào cái tai quá mình quên mất lời, hát không được, hoặc là mình hát không lại được nhưng mà đánh vào đàn nó lại đánh sai. Đó là cái lý do là vì các bạn tập chưa có nhuyễn các bạn. Khi nào mà các bạn tập vừa đàn và hát kép vô, khi chỉ khi và các bạn đánh được hai tay nó nhuyễn mà không cần nhìn. Đó, cái kinh nghiệm của mình là như vậy thôi các bạn. Nói chung là cái mấu chốt cơ bản nhất á, những cái gì mà mình không có năng khiếu hoặc là nó khó khăn quá thì các bạn hãy bù đắp bằng sự cần cù. Cái sự cần cù nó sẽ lái lại được tất cả các bạn. Rồi ok, hôm nay mình chia sẻ các bạn để có cái động lực và định hướng để các bạn tự tập được guitar và không bị nản nha. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người.